Chào quý bà con cô bác à. TV256 vừa vừa vào cái trang nhà của báo Thanh Niên. Hôm qua là ngày 27 tới tháng 3 năm 2020. Thì TV256 đọc được cái bài báo đó nói về ông Trần Quốc Vượng. Nói về vấn đề mà đổi mới đó. Mình sự thật mình không hiểu luôn. Trần Quốc Vượng đó chính là thường trực ban bí thư, vừa thay mặt bộ chính trị ký ban hành kết luận và tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Hình ảnh của Trần Quốc Vượng đang nằm ở trên báo Thanh Niên. Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư, vừa thay mặt bộ chính trị ký ban hành kết luận về tiếp tục phát triển kinh tế tập thể. Quý anh chị thấy đau lòng không? Quý anh chị thấy thấy gì? Nghĩ gì qua cái sự việc mà trọng đại này? Nguyên cả bộ chính trị, mười mấy thằng trong bộ chính trị đang hại dân, dân hại nước. Nó gọi là đổi cũ chứ đâu phải đổi mới đâu. Mà tụi nó vẫn nói nó là đổi mới, nhưng sự thật nó không phải đổi mới, nó là đổi cũ. Đổi cũ cái nền kinh tế tập trung, công nông trường, hợp tác xã, nó làm toàn dân phải đói khổ từ năm 1975 cho đến năm 1986. Nó bắt đầu nó đổi mới, nó gọi là nền kinh tế thị trường. Chứ thật ra đó là nó đổi theo cái nền kinh tế tư bản của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi ngày nay không biết lý do gì nó lại đổi cũ trở về cái nền kinh tế tập trung. Bởi vì cái đuôi của nó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa mà. Định hướng cái đuôi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Thành ra đến một ngày nào đó nó đổi trở lại nền cái kinh tế tập trung công nông trường. Cũng không phải là lạ. Đây là cái bọn lưu manh. Cái loạn lưu manh nó trở qua, nó trở lại. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Mà cái nhà nước cộng sản này nó lại đổi trở lại là nền kinh tế tập trung công nông trường hợp tác xã. Mà thời đó đó là TV256 đã chứng kiến được cái cảnh đói khổ ở tại Sài Gòn. Gia đình mình phải ăn khoai, khoai độn, khoai mì, khoai lang, mình ăn khoai độn. Và nó kéo dài mãi cho tới năm 1986, 87 mới bắt đầu
Nó gọi là đổi mới nền kinh tế thị trường. Chẳng lẽ không ai biết được cái điều đó sao? Người ta nhớ đó chứ. TV256 sống thời đó, TV nhớ chứ. Nhớ cái cảnh đói khổ. TV nhớ là lúc đó mình, sau cái năm 75, mình rời bỏ cái mái trường, rồi mình đi đạp xe ba bánh. Quý anh chị em không biết là thời nãy có cái xe ba bánh không? Xe ba bánh nó không phải là xe xích lô đâu, xe xích lô nó cũng là ba bánh. Mình chạy cái xe ba bánh mà nó chở hàng để mà mình chở những cái tủ lạnh, tivi hoặc là những cái gánh hàng được chở để cho những người mà họ buôn bán, họ ra ngoài chợ họ bán. Cuộc sống của mình là thời trước 75 là mình đã là sinh viên. Rồi sau đó là mình phải đạp xe ba bánh. Đó là cái thời xã hội chủ nghĩa, mà thời mà nạn mà kinh tế tập trung công nông trường. Nó đơn giản, nó dễ hiểu là khi mà áp dụng cái nền kinh tế tập trung công nông trường đó, cha chung không có ai khóc. Làm việc mà tập thể, tập thể làm sao được? Tập thể mà người người công nhân đó là lãnh lương gọi là bằng với nhau hết, làm sao mà người ta chịu làm việc? Người ta làm việc người ta cũng làm ít ít thôi, đâu có ai mà lấy hết sức mình ra để mà làm việc để mà lãnh lương ngang bằng với người khác. Đó là cái hợp tác xã của cộng sản, bởi vì không có ai chịu làm việc hết. Cái đó là tập trung đó, cái đó nền kinh tế tập trung, nền kinh tế chỉ huy đó. Không ai chịu làm việc hết. Và cha chung không ai khóc. Thành ra nó đi đến cái vấn đề là phá sản toàn bộ luôn. Người Việt Nam đó phải chịu cái cảnh đói khổ. Người Việt Nam nó trở thành những cái con vật thí nghiệm cho Đảng Cộng sản cởi đầu cởi cổ. Họ thí nghiệm 10 năm trời như vậy, 11 năm trời như vậy, từ năm 1975 cho đến năm 1986. Cả nước đi vào khủng hoảng, bước vào cái trận đói. Người Việt Nam phải bỏ nước trên 2 triệu người để đi tản mạc khắp thế giới bằng những con thuyền mong manh. Và Liên Hiệp Quốc người ta từng ước lượng được trên 500.000 người Việt Nam phải hy sinh trên con đường vượt biên, trên con đường vượt biển. 500.000 người phải chết. Đảng Cộng sản, nhà nước Cộng sản chưa có một lần nào mà xin lỗi toàn dân. Xin lỗi toàn dân về những cái hành động mà sai lầm của mình. Đuổi dân ra khỏi biển. Bắt hàng triệu người quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa. Những người tài giỏi của Việt Nam Cộng Hòa bỏ trong tù 1 triệu người như vậy. Và họ cũng chưa từng có một lời xin lỗi. Và có người tù mà lâu nhất đó là Thiếu tướng Lê Minh Đạo, vừa qua đời trong mấy ngày nay. Người tù lâu năm nhất, 17 năm trong trại, những cái trại tù học tập, gọi là học tập cải tạo. Nó còn ghê gớm hơn những cái bất cứ cái trại tù nào khác. Bởi vì
người ta ước lượng là 200.000, 200.000 người chết trong trại học tập cải tạo. Nó chưa vừa bụng mà ngày nay nó lại tiếp tục nó đổi cũ, nó trở lại cái thời nền kinh tế tập trung công nông trường. Mình không hiểu vì sao nữa, mình chẳng hiểu vì sao nữa. Tự nhiên mình đọc cái tờ báo này, Thanh Niên nó như vậy. Quý vị vào tờ báo Thanh Niên đi, quý vị đọc cái tin này, mình không hiểu vì sao nữa. Tại sao cái sự việc xảy ra như vậy? Mình không biết nó bấn loạn rồi nó sợ bị tàn sát, hay là nó sợ bị người dân nổi lên để mà giết nó. Rồi nó trở lại nền hợp tác xã công nông trường, nền kinh tế tập trung. Mình không hiểu vì sao. Hay là đây là cái thời mạt vận của nó rồi. Cái nền kinh tế tập trung công nông trường, ngăn sông cấm chợ, không có cho ai sản xuất ra cái gì hết. Tất cả mình sản xuất ra mình phải bán cho cái nhà nước đó. Mình sẽ phải bán cho hợp tác xã, nó mua bằng những cái giá rẻ rồi nó bán lại cho người dân, với nó hợp tác xã. TV nhớ vào ngày mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, nó gọi người dân để mà lợi cái hợp tác xã để mà mua những cái con cá. Trời đất ơi. Mà quả thật thời đó người dân rất là đói, là ai cũng phải đi sắp hàng để mà mua những con cá ở Sài Gòn. Không biết nó mua, nó có những con cá đó từ đâu mà nó phân phối lại theo cái sổ, mà sổ gia đình đó, để mà mua được một con cá, hai con cá đem về nhà vào ngày mùng mùng 1, mùng 2 Tết. Cái con người Việt Nam sống phải khổ sở như vậy. Không thể nào mà chúng ta chịu đựng được cái nền kinh tế mà tập trung, kinh tế mà nhà nước chỉ huy. Mình nghe mình giận lắm. Mình nghe tự nhiên mình cảm thấy mình phải livestream để nói về những cái vấn đề này. Mình là một người dân, mình phản ánh cái nguyện vọng của người dân. Mình phải lên tiếng đối với những cái việc mà sai trái của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sai trái của một cái bộ chính trị toàn là những cái tên gọi là lường gạt dân, như là Nguyễn Phú Trọng, nó đứng đằng sau để mà nó giật dây. Nó là một cái thằng cộng sản gọi là còn sót lại ở trên đất nước Việt Nam mình, một thằng cộng sản sau cùng, và ngày nay nó cầm được cái bộ chính trị, và nó đưa Nguyễn Quốc Dượng bí thư thường trực để lên để mà có thể sau này thay thế nó, và nó trở lại cái nền kinh tế tập trung công nông trường. Quý anh chị em chịu nổi không? Mà cái tin này nó đăng ở trên báo Thanh Niên, TV nghĩ là một cái tin sự thật thôi, thành ra TV thấy cần phải lên tiếng. Nó đâu phải là chuyện đùa đó, báo Thanh Niên mà đâu phải là chuyện đùa đó, toàn là những tên cộng sản đang cầm như vậy, và trên TV đã chụp hình những cái tờ báo đó. Đâu phải là đưa lên rồi là muốn đưa lên là đưa, rồi muốn xóa là xóa.
Tại sao có cái bọn người mà nó lưu manh như vậy, nó gạt dân như vậy? Mà quả thật chúng ta thấy cái sự sụp đổ gần kề của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rõ ràng là thị trường chứng khoán xuống cỡ khoảng 600-650 điểm. Hiện tại đó, Việt Nam Index chỉ còn có 650 điểm. Hôm 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 qua hôm kia TV thấy cái điều đó. Sáu trăm năm chục điểm thì thị trường chứng khoán là bị sụp đổ rồi. Cái nền kinh tế tư bản, cái nền kinh tế thị trường đã bị sụp đổ. Bao nhiêu người người ta mua stock bây giờ lỗ hết và người ta bán ra hết. Người ta bán đến cái nỗi mà cái chỉ số khi xưa là nó 1.700, 1.800, bây giờ nó còn có 600 mấy. Thì còn cái gì nữa? Một năm nó lỗ đi là cũng khoảng 40%. Một năm mà thị trường stock market, thị trường chứng khoán của nước xã hội chủ nghĩa rớt đi tới 40%. Không có ai muốn bỏ tiền vô nữa mà một năm mất đi 40% như vậy. Cái nền thị trường chứng khoán của nó bị sụp đổ rõ ràng. Nó sẽ kéo theo ngân hàng sụp đổ. Nó kéo theo ngân hàng tài chánh sụp đổ. Toàn dân bây giờ ai cũng rút tiền ra hết. Để mà lo cho cái con đại dịch Vũ Hán này. Và toàn dân đều ở nhà, không có làm việc, không có sản xuất. Đảng Cộng sản nó lấy gì nó sống? Nó không thể nào mà chịu nổi được. Thì ngày hôm nay trong cái lúc mà nó chịu không nổi nữa, nó lại thay đổi thành nền kinh tế tập trung công nông trường. Nó không muốn người dân được tự do kinh doanh. Nó coi nó là không chừng nó trở thành vô sản chuyên chính nữa. Không biết nó có trở về cái thời mà vô sản chuyên chính nữa, hay là những cái tên trong bộ chính trị toàn là những tên giàu có. Nó đâu còn là một cái đảng cộng sản nữa đâu. Cái đảng cộng sản là mình hiểu được nó là một cái đại diện cho giai cấp công nông, là nó đại diện cho giai cấp nông dân và công nhân. Công nhân là những người làm việc ở trong những hãng máy, còn những người nông dân là những là người làm việc với cái cây liềm, gặt hái trồng trọt. Còn công nhân thì làm việc trong mấy hãng máy thì nó đại diện cho cái búa đó. Nhưng mà mình thấy thời mà nền kinh tế thị trường, những người công dân và nông dân bị bóc lột xương máu, bóc lột một cách tàn nhẫn, được trả lương bằng rẻ mạt, bị cái giới mà chủ nhân đó nó hành hạ đủ thứ. Nó không phải là giống như là những người công nhân mà sống sung sướng ở các nước tự do. Tại vì người công nhân họ có cái những cái nghiệp đoàn tư nhân, những cái nghiệp đoàn độc lập với nhà nước, họ có quyền thành lập nghiệp đoàn. Còn bây giờ công nhân ở nước xã hội chủ nghĩa đâu có được thành lập nghiệp đoàn đâu. Nông dân cũng không có nghiệp đoàn nữa. Nông dân cũng không có kết hợp với nhau nữa. Mà nông dân đó nghèo đói, nó cho mượn tiền với lãi suất rất là cao. Và người nông dân nó cứ làm việc cực nhọc,
để mà sản xuất ra gạo, ra trái cây, ra đủ thứ nông phẩm mà tất cả đều phải đóng cho nó, phải trả tiền vay cho nó, phải trả tiền vay để lo cái vấn đề phân bón cho nó. Mà người nông dân hiện tại đồng bằng sông Cửu Long đã bị kiệt quệ vì cái vấn đề không có nước để cho người dân, không có nước ngọt cho người dân. Tại trên thượng nguồn nó bị thằng Trung Cộng nó bị biết bao nhiêu đập chạy từ ở bên mà Trung Cộng đổ về với tới Việt Nam, tới đồng bằng sông Cửu Long, nó qua bên Lào, bên Miên rồi nó chảy về bên Việt Nam, nó không còn nước nữa. Cái nước ngọt nó chặn ở ở cái đập Tam Hiệp đó, cái đập gọi là vĩ đại nhất thế giới. Và hiện tại người ta nhìn ra từ trên satellite, người ta nhìn ra cái sự biến chuyển của cái đập Tam Hiệp, tại vì nó quá lớn và cái nước nó làm xoáy mòn như thế nào đó mà người ta thấy có những cái rết vết rồi là vết cong ở trên satellite người ta nhìn thấy. Và người ta dự đoán rằng cái đập Tam Hiệp sẽ bị sụp đổ luôn. Mà cái đập Tam Hiệp mà sụp đổ thì hàng triệu người phải chết. Chết vì lục lội. Mà trong khi đó ở nước Việt Nam của mình đó, khi mà nước ngọt không có thì nước biển nó tràn vào. Thì nó gọi là xâm mặn đó. Khi mà nước biển nó tràn vào thì đất không thể canh tác được. Người ta nói đồng bằng sông Cửu Long đó là một cái vựa lúa lớn, rất rất lớn. Tại vì nó đồng bằng và sản xuất lúa gạo. Thì cái đồng bằng đó nó có thể nuôi sống luôn cả tất cả các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Người ta từng ví như vậy. Mà ngày nay đồng bằng thì khô cạn nước. Chẳng những khô cạn nước mà còn hại thêm nữa là nước mặn nó xâm nhập vào. Bây giờ không có nước ngọt. Mà kể cả uống nước ngọt thôi, còn không có đủ nước ngọt thì làm sao người dân sống được. Và bây giờ lại trở về cái hợp tác xã công nông trường, mình nghĩ có chịu nổi không? Nó đơn giản đấy, mình thấy cái vấn đề cứu nước rất là đơn giản. Các ông nằm trong bộ chính trị quyết định mà đổi cũ như vậy, nói thật đấy, các ông cứ sợ người dân trả thù. Cái đất nước này có tự do, có dân chủ, người dân đâu có làm những cái hành xử mà thô bạo như các ông mà phải sợ trả thù. Tại sao phải không dân chủ hóa đất nước? Người Mỹ đó, họ chỉ có đồng minh với những cái quốc gia mà dựa theo cái nền tảng tự do, dân chủ, nhân quyền thì họ mới bắt tay được. Thì những quốc gia đó nó mới trở thành đồng minh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không bao giờ đồng minh với những cái tên cộng sản. Hoa Kỳ không bao giờ đồng minh với cái nước mà bị cộng sản cai trị như vậy. Các anh chỉ có một con đường lựa chọn thôi. Qua cái cơn dịch Vũ Hán này, các anh thấy người dân tẩy chay các anh toàn diện. Các anh không còn tiền nữa. Các anh phá sản. Tiền ngân hàng bị người dân rút ra hết.
thị trường thì rớt xuống cái mức thấp nhất. Thử hỏi các anh còn cái gì để mà sống nữa? Các anh còn cái gì để mà cai trị dân nữa? Tài sản quặng mỏ các anh đào ra rồi các anh ăn cướp, ăn cướp của người dân, bỏ trơ túi riêng của mình. Cái sự việc đó ai cũng biết hết. Bởi vì ông mà Nguyễn Phú Trọng, ông canh chừng biết bao nhiêu, toàn là những cái quan chức gọi là lớn không, bí thư thành ủy Sài Gòn, rồi bây giờ đến hết cách chức rồi là bí thư thành ủy thầy Sài Gòn bỏ trong tù, rồi đến bí thư thành ủy Hà Nội. Tại sao thế Nguyễn Phú Trọng? Những người, hai người là kế cận của ông đều cách chức. Một ông thì bỏ trong tù, một ông thì khiển trách. Không biết cái khiển trách là cái gì. Làm tội thì bắt vô tù chứ, kết án rồi lên án chứ, bỏ tù chứ. Khiển trách mà nó gọi là kỷ luật đó, mới biết kỷ luật cái gì nữa. Toàn là phe cánh để mà che nhau những cái tội ác. Thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng, ông cầm đầu cái đảng Cộng sản như vậy, rồi ông cách chức hai cái người mà kế cận ông như vậy, cánh tay phải, cánh tay mặt của ông vậy. Rồi ông nghĩ là ông một người lương thiện. Ông tạo nên cái cánh tay mặt tay phải của ông rồi ông cắt bỏ như vậy, rồi ông nghĩ ông lương thiện, ông vô tội. Mà đến giờ phút này vẫn còn nhiều người tin tưởng vào ông Nguyễn Phú Trọng là ổng chống tham nhũng. Không, Nguyễn Phú Trọng là một cái tên độc tài sắc máu nhất, mà một cái tên cộng sản còn sót lại. Hai cái căn nhà Siputra từ năm 2002, 2005 người ta biết hết chứ phải không? Lúc đó là ông bí thư thành ủy Hà Nội. Ông ký kết với cái tập đoàn mà nó xây dựng Siputra đó. Ông móc nối như thế nào để mà có hai cái căn nhà đó? Người ta biết hết. Bởi vì người ta chỉ hỏi ông là cần phải công khai cái tài sản của ông. Biết bao nhiêu đời tổng bí thư không bao giờ chống tham nhũng được. Muốn chống tham nhũng là phải công khai cái tài sản của mình. Mà đến lúc người ta hỏi cái công khai tài sản thì ông không có làm được. Ông chỉ muốn là thiên hạ công khai cái tài sản của mình thôi. Chứ cá nhân ông nó không có dám công khai cái tài sản của mình. Và ông lẩn núp ở ngay cái số 5 thiền thiền quan, nó kế ngay cái trụ sở công an để mà được được bao bọc che chở bởi bởi cái đám công an mà ông đang cầm đầu. Ông sợ vấn đề người dân nổi loạn để mà đảo chánh ông. Người dân đã căm phẫn tột cùng rồi, thưa ông. Trong khi đó mình đã nhắc nhở hoài, tên cộng sản nào mà diệt được tên Nguyễn Phú Trọng hoặc là chính Nguyễn Phú Trọng, ông phải nắm cái cờ dân chủ hóa đất nước, thì ông may ra là ông thoát được cái ông thoát được thôi. Người dân không có quyền rủa ông. Người dân sẽ tôn xưng ông như là một anh hùng cứu nước. Nhưng mà cái điều đó TV256 không bao giờ tin được.
TV256 tin rằng trong cái đất nước này sẽ có một anh hùng lật đổ Nguyễn Phú Trọng, lật đổ tên độc tài độc ác Nguyễn Phú Trọng để mà dân chủ hóa đất nước. Nó chỉ còn một con đường lựa chọn thôi thưa ông. Phải tự do dân chủ hóa đất nước rồi mới bắt tay với người Việt hải ngoại, bắt tay với đồng minh Hoa Kỳ. Người Việt hải ngoại cũng có hàng triệu người là công dân của Hoa Kỳ, trên 1,5 triệu là công dân của Hoa Kỳ. Tại sao không nhờ vào cái người Việt hải ngoại đó? Người Việt hải ngoại vẫn có những người làm việc ở trong quốc hội, ở trong những dòng chính của Hoa Kỳ, dân biểu, nghị sĩ sẵn sàng giúp đỡ cái đất nước khi mà đất nước dẹp bỏ cái thể chế cộng sản, giải tán cái đảng cộng sản, thì cái sự trợ giúp của người Việt hải ngoại toàn thế giới, mỗi người Việt hải ngoại là những học hỏi được những tinh hoa của toàn thế giới, và họ sẽ sẵn sàng để về nước để mà giúp đỡ đất nước nếu mà không có sự cai trị của đảng cộng sản. Chẳng những người Việt hải ngoại trợ giúp cái đất nước mình, người Việt hải ngoại còn vận động tất cả những cái dân tộc khác, vận động nhà thờ, vận động trường học, vận động ở nơi công quyền để mà hợp tác ban giao, để mà trợ giúp Việt Nam để mà tái thiết cái đất nước. Tất cả mỗi người Việt Nam trở thành một đại sứ để mà giúp đỡ cho cái đất nước của mình. Mà những người đại sứ đó đều có kiến thức, đều biết về ngôn ngữ, đều có thể gọi là nói chuyện với người bản xứ để mà tìm mọi cách để giúp đỡ cái Việt Nam. Một cái Việt Nam không cộng sản. Đơn giản như thế. Chúng tôi đâu phải là những các ông từng bắt rồi là 1 triệu người dân quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa và tàn sát 200.000 người. Các ông che giấu tất cả những thông tin, thành ra người ta có quyền ước đoán. Nó đâu có cái chỉ số nào đâu. Tại sao không thay đổi? Biết bao nhiêu quốc gia mà thay đổi bây giờ họ cũng giàu có rồi. Giống như bên Ba Lan đó. Những cái quốc gia như Ba Lan người ta thay đổi từ năm 1900 rồi là 91. 91, 89 gì đó. Bây giờ lợi tức trung bình của người dân ở Ba Lan rất là cao. Mình hiểu như vậy. Tại sao không thay đổi dễ dàng như vậy? Mà cái bám khư khư vào cái chủ nghĩa cộng sản, mà nền tảng của chủ nghĩa cộng sản là công nông trường tập trung, nền kinh tế chỉ huy, và các ông đã từ bỏ rồi. Ngày hôm nay các ông trở lại làm sao? Các ông lấy lý do gì để mà trở lại nền kinh tế tập trung, công nông trường, hợp tác xã vậy? Nói cho TV256 hiểu rồi. Cắt nghĩa cho người dân hiểu lý do nào các ông đổi trở lại cũ như vậy. Chúng ta không thể chấp nhận được. Toàn dân không thể chấp nhận được. Người ta đang sống cái đời tự do. Tự nhiên các ông trở về cái đời thời mà hợp tác xã, công nông trường. Thử làm sao người dân người ta chịu nổi được. Không có gì người dân chịu nổi được. Mà không biết rồi cái sự việc nó sẽ xảy ra như sao. Không hiểu được luôn.
Bởi vì cái phát súng của Nguyễn Phú Trọng nó tàn ác. Cái phát súng mà bắn bắn vào đầu, bắn vào tim, rồi bắn vào chân của cụ Kình đó, Lê Đình Kình. Mình có cảm thấy là một cái sự thay đổi lớn, một sự thay đổi rất lớn lao. Hàng 3.000 quân mà lại bắn cụ Kình như vậy để báo hiệu một cái sự thay đổi lớn, báo hiệu một cái sự mà giết chóc khủng bố, khủng bố một cụ già như vậy, mà lại do Nguyễn Phú Trọng ký gọi là thăng thưởng huân chương là đệ nhất cho những chiến sĩ khủng bố người dân như vậy. Người dân vẫn im re. Đảng Cộng sản nó đánh đúng cái tâm lý sợ hãi của người dân. Và nó tiếp tục, nó đàn áp. Nhưng TV256 không nghĩ như thế. Rồi đây, người dân sẽ đứng dậy lần nữa. Người dân đã đứng dậy vào ngày 10 tây tháng 6 2018 rồi. Thì sẽ đến lúc người dân sẽ đứng dậy nữa. Mà có lẽ không bằng tay không đâu. Những người ở trong quân đội cũng bất mãn như thường. Những công an cảnh sát cũng bất mãn như thường. Làm sao người ta có thể chịu nổi được? Chắc chắn sẽ có cuộc đảo chánh xảy ra nữa. Đến lúc những người đó không thể chịu nổi nữa. Và họ phải trút phế Nguyễn Phú Trọng. Một cái tên mà lì lợm, hám quyền hành, nó nói nó làm việc chỉ có nửa nhiệm kỳ thôi, ngày nay nó gần cuối nhiệm kỳ luôn, nó vẫn còn tại chức, và nó bị bệnh bị gì đó, nó chưa bao giờ như để mà tuyên bố với người dân, để mà hành xử theo một cái trách nhiệm của mình trong những vấn đề mà khủng hoảng nhất của đất nước, như cái cơn dịch Vũ Hán này, nó im re, nó im như thóc, nó im như thóc trong mấy tháng trời luôn. Vụ mà bãi Tư Chính nó cũng im như thóc luôn. Những cái lúc mà người dân cần đến những cái người mà cầm quyền như vậy lên tiếng thì nó lại trốn, nó rất là hèn hạ, nó rất là đốn mặt. Nhưng không biết, mình không biết cái cơ cấu của Đảng Cộng sản tại sao nó để yên cho những cái thằng phần mà thối nát như vậy, thành phần mà tàn ác như vậy, mà nó có thể vắng bóng nó vắng bóng cả tháng trời luôn. Rồi khi mà nó xuất hiện, nó cũng không có nói rõ cái lý do của nó vắng bóng nữa. Mà nó vẫn nhận tiền của người dân. Nó nhận tiền lương của người dân. Nhưng mà cái lương tiền TV không nói, là TV là biết là không có bao nhiêu. Nhưng mà nó bằng nhận cái bổng lộc. Cái bổng lộc mới cái là đáng nói. Cái bổng lộc của một thằng tổng bí thư mà chủ tịch nước nó rất rất là lớn. Tại sao có những cái người như vậy mà
phải những người mà ở dưới phải phục tùng hết, phục tùng cái tên Nguyễn Phú Trọng như vậy. Mình không hiểu luôn, một cái tên tàn ác mà tham lam như vậy, mà tham tham cái quyền hành như vậy, mà đã hứa mà không bao giờ thực hiện. Mình chịu không nổi, bắt buộc mình phải lên tiếng. Mong là quý anh chị em khi nghe cái clip này thì chia sẻ giùm TV256. TV biết rằng là đất nước chúng ta, đất nước mà chúng ta đang trải qua những cái cuộc mà khủng hoảng, mọi người đều ở nhà hết, gần như mọi người đều muốn ở nhà, thì sẵn đây quý anh chị em TV256 khuyến khích là phải livestream. Mình livestream để mình phản biện, mình livestream để mình nói lên cái ý kiến, cái nguyện vọng của người dân. Mình phải livestream càng nhiều càng tốt. Nếu mà quý anh chị em có nhiều thì giờ, quý anh trong nước và cả hải ngoại luôn, đều đều phải tiếp tục, rồi là phản biện tiếp tục đưa lên những cái ý kiến đóng góp của mình cho cái vấn đề của đất nước. Giống như hiện nay TV256 phải đưa lên đó. Các anh đội cũ là TV256 rồi là phải lên liền thôi, để mà tố cáo những cái tội ác của các anh. Hết đội cũ rồi đội mới rồi đội cái gì đâu không, trở lại nền kinh tế tập trung công nông trường là điều đó là mình phản đối rồi. Điều đó là mình thấy là các anh đang trong cái tình trạng mà khi mà nguy hiểm rồi đó, là các anh trở lại cái con đường gọi là xã hội chủ nghĩa, cái con đường gọi là tập trung kinh tế, hợp tác xã, công nông trường. Các anh chịu không nổi rồi, thành ra các anh thay đổi. Bộ chính trị đã thay đổi như vậy thì TV phải lên tiếng. Thế TV mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Mong rằng quý anh chị chia sẻ nhiều về cái vấn đề này để nói lên cái quan điểm của mình nhé. Rồi TV xin kết thúc cái buổi nói chuyện trực tiếp với quý anh chị em, và mến chào quý anh chị em.